Em biết gì đâu, em vừa mới lên. Oh shit. Nhân. Hello anh em, mình là Trần. Thì cái gọi này là của bên nước ngoài chứ bên Việt Nam nó gọi là Chun. Thì hôm nay chúng ta có một chuyên mục mới là mình sẽ review pack của fan hoặc là do chính tay fan làm. Mình có thể chấm điểm trong quá trình chơi của mình, như kiểu chấm điểm về block hay kiếm hay là cái icon ở dưới ý. Anh em có thể gửi qua Discord hoặc Facebook cho mình. Mình sẽ để dưới phần mô tả. Và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, một subscribe và đừng quên để ý kiến anh em dưới phần bình luận cho mình biết anh em có thích video này hay không. Chúc anh em xem video vui vẻ. Ok, hello anh em. Thì theo như yêu cầu của video thì mình sẽ review pack của fan. Thì những cái pack này mình sẽ luôn để dưới phần mô tả để anh em đừng có hỏi là pack gì nhá. Ok, vào trận chúng ta sẽ dùng cái pack ấy luôn. Mua đi. Ok, chúng ta có pack này đây rồi. Đây, Bill Cutia. Tên rất là cái pack lâu quá. Đây. Pulitzer. Okay. Thì cái bách này kiếm thì wow nice, kiếm này tôi rất là thích, nó khá là ngắn, nhìn nó vừa tay, tôi chấm nó là 9.5 gì. Còn block á, block này thì tôi cũng rất là thích bởi vì nhìn nó smooth này, nó có một cái viền ấy. 9. Oh. Icon thì nó được mỗi cái trái tim. Xấu quá. Nhưng mà vì nó có cái màu yếu thế của tôi nên có thể chấm nó là 8. Hay để vì màu yếu thích. Ta nên mua sắc bén này. Lên đường lấy cái bu ra à nhầm. Còn cái tâm này tâm đi phong. Nhưng mà cái với cái bách này thì nó nhìn cũng đẹp. Bảy. Bạn girl right. Mị. Oh, anh bạn lại đài sớm quá. Blue à? Ladder clutch. Đây nhà thấy nhà blue rồi nha. Chắc là mình nó rồi. Vừa mới nói xong. Chúng ta còn ai đây? Rồi, tới rồi anh em. Ok. Ok, xin cái gì? Đây. Oh my god. Hello. Hey. Hi. To my channel. Bruh. Yeah, GG. GG. Okay. Mình nghĩ chắc tuần đấy là tổng quan với cái pack này rồi. Nên là chắc không còn đánh giá gì nữa. Nhầm có Sky nữa. Sky buổi sáng này. Sky buổi tối thì như nào? Oh, đèn ngòm. Sky này mình thấy nhiều hồi mình rất là thích nha. Cực kỳ thích nha. Nhưng là mình sẽ chấm nó. Map mới.
8. Mình phải sang đây, mình không phải sang kia. Ok guys. Hello bro, hello bro, hello bro. Oh. What the fuck? Chúng ta có gì đây nào? Mình phóng con mắt. Thank you. Thank you. Này tí mập, này tí mập. Ui. Nhảy cái gì rồi? Hello my friend. Wow, what the fuck? À. Oh shit. À đây rồi. Nhảy xuống. Oh no, oh no, oh no. Why? Oh. Ui. Ok, một trận nữa anh em nhé. Ui mẹ cái tiếng. Ô chị. Nó đây. Mị. Chạy đâu? Yeah, GG. Ok, chắc đây là trận cuối rồi anh em ạ. Cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như anh em thích video này, hãy cho mình một like, một subscribe để mình có thể động lực ra nhiều video như hay như thế nữa. Và nếu anh em muốn pack này thì mình để link dưới phần mô tả. Ok, chúc anh em một năm mới vui vẻ nhá. Mình đi đây, bye bye.